Học, thuộc đại học quốc gia thành phố hồ chí minh cả nước có khoảng 35.000 giáo viên đang thất nghiệp nguyên nhân được cho là do việc đào tạo ngành sư phạm hiện nay không dựa trên nhu cầu thực tế có quá nhiều trường đào tạo sư phạm tranh nhau phát triển học viên không những về số lượng các chuyên gia tại hội thảo đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục việt nam cũng đã phân tích các vấn đề còn tồn tại xung quanh chất lượng đào tạo sư phạm hiện nay theo đó rất hiếm học sinh giỏi thi vào sư phạm nhất là các trường sư phạm địa phương Ngoài ra, thời gian thực tập của sinh viên ngành sư phạm cũng rất ít, chỉ từ 3 đến 4 tuần. Theo các chuyên gia, để đảm bảo một sinh viên sư phạm ra đường lớp có hiệu quả, thì phải dành ra ít nhất một năm để thực tập. Do đó, các chuyên gia đề nghị áp dụng mô hình đào tạo 5 năm, trong đó có một năm để sinh viên thực tập.